Kết phim Trường Nguyệt Tận Minh của Bạch Lộc sẽ khó hài lòng khán giả. Nhiều khán giả cho rằng dù kết Trường Nguyệt Tận Minh của Bạch Lộc La Vân Hy là hạnh phúc hay buồn đau thì cũng khó làm hài lòng người xem do tình tiết, số tập bị cắt quá nhiều dẫn đến mạch phim loãng. Trường Nguyệt Tận Minh đã đi được một hành trình, phim đạt được những thành tích sẽ nhận tranh cãi bức xúc từ phía khán giả. Tuy nhiên tự chung Trường Nguyệt Tận Minh vẫn là một tác phẩm có sức hút vì lên sóng không gặp nhiều đối thủ mạnh ở thời điểm hiện tại. Hiện phim đang đi đến những tình tiết cao trào. Trong nguyên tác Trường Nguyệt Tận Minh có hệ thống nhân vật đồ sộ, vậy nên ekip phải đau đầu để triển khai câu chuyện, đưa lên phim một cách tốt nhất. Vì thế Bạch Lộc phải cân ba vai trong dự án lần này, với tạo hình và trang phục được đầu tư. Nỗ lực của nữ diễn viên được thể hiện qua việc cô đã cố gắng hoàn thiện các phân cảnh quay của mình. Dù chưa được đánh giá cao nhưng ít nhiều khán giả cho rằng Bạch Lộc có sự nghiêm túc với vai diễn. Ở phân cảnh mời tang tử Bạch Lộc, phải tận mắt chứng kiến cha và gia tộc bị diệt vong, biết được bộ mặt thật của Thanh Hoàn Trần Đô Linh, tang tử hắc hóa nhập ma quyết nợ máu trả bằng máu tự tay kết liễu kẻ thù. Diễn xuất của cô trong phân đoạn này được nhận xét khá ổn, khán giả cũng đồng cảm với nhân vật. Chính vì trải qua nhiều sự đau lòng, người xem đồn đoán kết phim sẽ bi thương. Ở các phim trước như Châu Sinh Như Cổ, nữ diễn viên cũng có những phân đoạn ngược tâm, đau lòng ấn tượng với khán giả. Vậy nên ở Trường Nguyệt Tận Minh rất có thể ekip cũng tận dụng điều này để tạo ấn tượng cho phim. Tuy nhiên một số khác lại nhận định phim có cái kết đẹp cho cặp đôi chính. Một số bàn luận của khán giả xuất hiện trên Weibo cho rằng kết phim nhân vật của La Vân Hy và Bạch Lộc sẽ có kết hạnh phúc dù ba lần tổ chức hôn lễ nhưng đều tan vỡ trong nước mắt. Bởi dựa vào tiểu thuyết khán giả cho rằng tập cuối hai nhân vật chính sẽ có con gái của hai nhân vật được gọi là An Niếp chứ không còn là A Mật như trong nguyên tác tiểu thuyết. Dù đây chỉ là thông tin chưa xác thực, song đa phần fan của Trường Nguyệt Tận Minh vẫn cho rằng khả năng điều này xảy ra rất cao. Cái kết của phim dù hạnh phúc hay khổ đau cũng khó làm hài lòng người xem khi nhiều tình tiết chắc chắn sẽ không được giải quyết rõ ràng triệt để do thời lượng phim bị cắt quá nhiều. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.